Dung Dâu xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2022. Và video này Dung Dâu cũng lên báo máy cho các cụ luôn này. Cụ đầu tiên này, Sóc Trăng ngã năm này. Đây là bộ Nakawa 2SP tí xứ này, có kèm theo lắp cả khóa van dơ le luôn nhá. Còn đây là ở Phú Mỹ Bình Định này. Đây là một bộ AM600 tí xứ, cũng là 2 ký 2, kéo đầu 2SP. Đây, với những bộ to này thì bên vận chuyển thì Dung Dâu sẽ cho anh em đóng ba led đây, để đảm bảo hàng của các cụ là nó không có xảy ra vấn đề về hỏng hay là về ảnh hưởng đến hàng hoặc là về vỡ hàng. Đấy, rất là cẩn thận với những cái bộ máy to này. Còn tiếp theo đây là máy xách tay này, Phú Thọ Cẩm Khê này. Đây là cái bình phun thuốc chạy động cơ nổ này, Oshima này, Thái Nguyên Sông Công này. Còn đây cũng là một bộ dây đai này, bộ đầu AM600 này, giá 4,7 triệu này, cọc 1 triệu còn 3,7 triệu này. Bộ này cũng là 2 ký 2 nhá, Long Biên Hà Nội này. Còn đây là một con Anovi 3m, máy cao áp 9,8 triệu nhá, cọc 1 triệu này, còn 8,8 triệu này, cho một cụ ở Thuận An Bình Dương này. Tiếp theo nữa này, đây cũng là một bộ cao áp. Bộ này thì Dung Dâu lắp này. Bộ này là cũng là 3,5 ký này, cho một cụ ở Hà Nội Phú Xuyên này. Bộ này là lắp trên bộ khung hàn kín luôn nhá. Đầy đủ các tỉnh thành. Còn đây là một bộ cho một cụ ở Hải Dương Thanh Hà. Bộ này là bộ máy phun thuốc trừ sâu chạy động cơ xăng của Nhật bãi. Động cơ của nó là động cơ Honda G100. Các bạn cũng như là các cụ mà có nhu cầu về các dòng máy rửa xe xách tay hoặc là các dòng máy rửa xe dây đai, dây loa, rồi là các dòng máy rửa xe cao áp, rồi những cái bộ máy phun thuốc sâu từ của hàng Nhật bãi đến hàng mới, thì liên hệ với Dung Dâu qua số điện thoại là 0967123336 và 0855777555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo video.